Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến Quang Liêm vùi dập kỳ thủ từng 5 lần vô địch quốc gia Trần Tuấn Minh và đè bẹp tay cờ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong một thế cờ mà anh đã phong hai hậu liên tiếp, tạo thành thế chiếu hết cực đẹp. Những tưởng là như vậy thì sẽ không còn ai dám cả gan thách đấu với Quang Liêm nữa. Hoặc là nếu có đụng độ tại các giải đấu trong nước thì hàng nhanh cho nó sớm trợ. Nhưng không, Việt Nam ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như quân nguyên, đếm không xuể, không dễ gì cho Quang Liêm nếu anh muốn vô địch Việt Nam. hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tại vòng 1 giải cờ vua Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2018 giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và kiện tướng Nguyễn Hoài Nam của đội tuyển Quảng Ninh để xem các cao thủ trong nước có thể làm lên điều bất ngờ hay không nhé. Đây là trận đấu cờ tiêu chuẩn, mỗi bên có 90 phút. Tích lũy 30 giây cho mỗi nước đi Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp bình cái chuông Để nhận thông báo xem những tuyệt chiêu cờ vua hay nhất Đừng quên để lại một like để động viên và mỗi admin dạy chơi cờ vua nhé Chịu sức ép rất lớn khi phải thể hiện mình ở các giải đấu trong nước Quang Liêm tung tuyệt chiêu E4 để khởi đầu ván cờ Quyết tâm làm gỏi đối thủ thật nhanh Hoài Nam nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt C5 Sử dụng phòng thủ Sicilia để chống lại Trắng nhảy mã F3 Nước cờ tấn công được coi là mạnh mẽ nhất Đen nhảy mã C6 Với nước đi này thì đen để ngỏ khả năng Có thể sử dụng hệ thống con rồng Hệ thống Smejnikov Trắng để tốt D4 Đánh chiếm trung tâm Đen ăn tốt sang D4 Trắng ăn mã lên D4 Đen nhảy mã F6 Phản kích vào trung tâm E4 Trắng triển khai mã lên C3 đưa quân xuất trận bảo vệ tốt trung tâm không nằm ngoài dự đoán đen đẩy tốt e 5 đuổi mã chính thức xác nhận sử dụng hệ thống svenikov trong khai cuộc sicilia để phản công lại trắng nhảy mã lên b 5 đe dọa sẽ vào d 6 chiếu đen đẩy tốt d 6 ngăn chặn trắng phi tượng lên g 5 tung đồn rằng khống chế mã f 6 đen đẩy tốt a 6 đuổi mã trắng chạy về a 3 thừa thế sông lên Đen dâng tốt B5 Phong tỏa OC4 Không cho mã trắng ở A3 thoát lên Và đe dọa sẽ tiến sang B4 để Tung đòn tấn công đôi Nhắm vào cặp mã Trong hệ thống Smetic này Thì điểm yếu chí mạng của bên đen Sẽ là quân tốt chậm tiến ở D6 Và ô tiền đồn D5 Tha hồ cho các quân mã của trắng vào chiếm đóng Trong khi lối chơi Cơ bản của bên đen sẽ là tìm cách dâng các tốt F5 và D5 để phản công trung tâm. Trở lại với diễn biến văn cơ Trắng nhảy mã lên D5 Chiếm đóng ô tiền đồn ở trung tâm Và uy hiếp con mã F6 Đen lên tượng E7 án ngữ trước mặt hậu để tháo răng Trắng ăn tượng với F6 Tiêu diệt con mã phòng thủ Cho mã trắng độc chiếm ô tiền đồn D5 Đen ăn tượng lên F6 Trắng đẩy tốt C3 Với đồ sẽ di chuyển mã về C2 Rồi vòng lên E3 Để hỗ trợ con mã ở phía trên giữ chặt ô tiền đồn D5. Đen mau chóng nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng theo kế hoạch lùi mã về C2. Ở đây thì đen có thể lên tượng G5, sẵn sàng thủ tiêu nếu mà mã trắng lên E3, đồng thời chuẩn bị lực lượng để dâng tốt F5, phản kích vào trung tâm. Tuy nhiên thì có lõ là đen lo ngại trắng sẽ đẩy tốt A4 tập kích cánh hậu nên đã chủ động đưa xe qua b8 để mai phục sẵn sàng ăn tốt sang a4 mở cột b cho xe tấn công trắng để tốt h4 muốn nước cờ tấn công khá là hay do kasparov khởi sướng nhằm ngăn chặn tượng đen lên g5 nếu mà đen tưởng ngon ăn tượng lên h4 thì trắng sẽ phi hậu lên h5 hợp sức cùng xe để tấn công tượng đen đen đẩy tốt g5 bảo vệ thì trắng sẽ đẩy tốt g3 bắt chết tượng. còn nếu mà đen chạy tượng với e7 thì trắng sẽ ăn hậu vào h7 chiếu ngay. do đó mà đen đã lùi tượng với e7 để cố thủ, trắng đẩy tốt g3 củng cố mặt trận tốt ở bên cánh vua để sẵn sàng nhập thành. đen triển khai tượng lên e6 tìm cách thủ tiêu quân mã nguy hiểm ở trung tâm. trắng nhảy mã lên e3 bảo vệ sẵn sàng tiếp ứng đen lên hậu d7 trắng lên hậu d2 chuẩn bị trồng xe qua cột nửa mở d nhận thấy vua trắng còn đang ở giữa bàn cờ trong khi việc đột phá f5 lúc này chưa có lợi đen liền đẩy tốt a5 với đồ sẽ tiến binh sang b4 để đột phá canh hậu ngay lập tức trắng đẩy tốt a3 chặn lại theo chúng tôi thì ở đây đen có thể lùi tượng với d8 để giải phóng ô cho mã về E7, thủ tiêu quân mã D5 hòng làm suy yếu trung tâm của đối thủ, tạo thuận lợi cho kế hoạch đẩy tốt F5 để đột phá trung tâm. Tuy nhiên thì đen lại đưa xe qua C8, chuyển hướng tấn công sang biên cánh hậu, trắng lên tượng E2 chuẩn bị nhập thành. Lúc này thì đen mới lùi tượng về D8, không dám để vua ở giữa bàn cờ lâu khi mà đạn của đen đã lên nòng. Trắng vội vã nhập thành, sẵn sàng nganh chiến. Đen nùi mã với E7, dọa thủ tiêu quân mã trung tâm D5. Trắng qua xe 1 tập trung quân nặng trên cột D, tiếp tục tì đè con tốt ở D6. Đen đẩy tốt A4, khóa cánh hậu lại. Trắng lùi mã về B4, mở đường cho xe và hậu phía sau tấn công tốt D6. Đen lên xe B6, tăng thêm quân bảo vệ tốt. Trắng qua xe C1. Huy động nốt quân xe còn lại vào trận Để chuẩn bị dâng tốt C4 phản công Bí nước Đen quậu B7 Tấn công tốt trung tâm E4 Những tưởng là trắng sẽ phải lên tượng F3 Để bảo vệ tốt Hoặc là đưa quân mã trở lại vị trí cũ Ở D5 Nhưng không Trắng bất ngờ bỏ tốt trung tâm để dâng tốt C4 Phát động chiến dịch tấn công Ở bên cánh hậu Tưởng ngon Đen ăn hậu lên E4 Làm thịt quân tốt thơm phức không chậm trễ trắng thúc tốt tràn sang c 5 tấn công xe đồng thời đột phá thẳng vào trung tâm trường hợp mà đen ăn tốt lên c 5 bắt mã thì hậu trắng sẽ ăn tượng đen chiếu đen ăn xe sang d 8 thì trắng sẽ ăn xe đen và chiếu hết ngay trở lại ván cờ thực chiến giật mình với nước cờ đột phá táo bạo của quang liêm Đen vội vàng kéo xe chạy về B8 tránh đòn. Thứ thế xong lên, trắng ngăn tốt vào D6 tấn công mã. Đen chạy mã lên F5, dình vào D4 để phản công lại. Không để cho đen kịp thời sốc lại đội hình, trắng phi tượng lên D3 tấn công hậu. Đen chạy hậu xuống F3, tiếp tục dình dập. Cảm nhận thấy có sự nguy hiểm, trắng nhanh chóng ăn tượng vào F5, tiêu giật quân mã loi choi phía trên của đối thủ đen ăn tượng lên F5. Nếu mà trắng sơ sảnh lúc này thì đen có thể phi tượng lên E4. Hình thành thế hậu trước, tượng sau, đe dọa chiếu hết ở H1, cực kỳ nguy hiểm. Do đó mà trắng đã tiếp tục ăn mã lên F5, diệt trừ hậu họa. Đen ăn hậu về F5. Sau một vài nước đổi quân loạn xạ, Quang Niêm đã tạm thời bẻ gãy được các cuộc phản công nguy hiểm của đối thủ ở bên cánh vua. Lúc này thì với sự yểm trợ của các quân phía sau, Tốt thông D6 trở thành một mũi tiến công rất đáng sợ. Trắng thúc tốt tiến xuống D7 bắt xe. Theo chúng tôi ở đây, đen nên tranh thủ ăn xe vào C1. Trắng ăn xe sang C1 thì đen sẽ phi tượng lên A5. Tung đoàn rằng không chế mã. Cờ đen tuy có yếu hơn nhưng vẫn còn cơ hội cầm cự được thêm một lúc. Tuy nhiên thì đen lại vác xe chạy lên C4. Việc này đã khiến cho đen mất đi một tem quý giá để phòng thủ. Không chậm trễ, trắng ăn xe lên C4, đen ăn tốt lên C4, trắng nhảy mã về C6, tấn công xe. Thấy nguy, đen đúng cuống chạy xe sang A8, tránh đòn, cố gắng duy trì bảo vệ tượng D8. Không để cho đen kịp thở, trắng tiến hậu lên D5, đe dọa sẽ nhảy mã E7, tung đòn chiếu bắt xe. Trường hợp mà đen chạy xe lên A6. Tránh khỏi sự nhòm ngó của quân hậu thì vẫn sẽ bị mã trắng và e7 chiếu bắt hậu Đen ăn tượng lên e7 thì trắng sẽ đẩy tốt xuống d8 phong hậu chiếu Đen nuôi tượng với f8 che thì trắng sẽ ăn hậu và f8 chiếu Đen ăn vua sang f8 thì Trắng sẽ lao hậu xuống d8 Chiếu hết trong sự bất lực của đen Đến đây thì biết không còn cơ hội chống đỡ nữa Kiện tướng Nguyễn Hoài Nam đánh phải dương cờ trắng đầu hàng tránh khỏi bị quang niêm cho anh hành ngập mồm trường hợp mà đen cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau